Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày mùng 5 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp khẩn trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố và 161 xã phường, thị trấn để bàn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Hưng Yên tạm dừng hoạt động vận tải hành khách. Thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Đánh nhau do mâu thuẫn là một thanh niên tử vong. Quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố và 161 xã phường, thị trấn để bàn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Sau 20 ngày thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 ở Hưng Yên có nhiều chiều hướng tích cực, nhưng cũng có những biểu hiện lơ là chủ quan để phát sinh các ổ dịch mới, trong đó có cả cơ sở y tế lớn nhất tỉnh. Trong 3 ngày qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận hơn 40 ca mắc COVID-19 mới, tập trung tại 4 tổ dịch lớn là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và một số trường hợp trở về địa phương từ các tỉnh thành khác. Trong đó, ổ dịch Bệnh viện Đa khoa tỉnh và phường An Tảo chưa xác định được nguồn lây, ổ dịch xã Đình Dù có yếu tố dịch tễ phức tạp. Toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải phong tỏa, thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, Văn Lâm phải phong tỏa một số khu dân cư, tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu, ngừng cho học sinh lớp 1 đến trường, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho một số khu vực nguy cơ. Tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn chậm, công tác tổ chức tiêm còn có những bất cập. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu cần rà soát chấn chỉnh lại công tác tổ chức phòng chống dịch, nhất là việc tổ chức tiêm vaccine. Tình hình dịch phức tạp, nguy hiểm nhưng đều nằm trong sự dự báo, tiên lượng trước, vì vậy không nên hoang mang, lo lắng, mà thay vào đó phải lo kiểm soát tình hình dịch bệnh như thế nào. Sống chung thì phải đối mặt, biết và kiểm soát được. Cái đấy là cái quan trọng. Chúng ta vượt được qua tuần sau thì chúng ta sẽ vượt qua. Hết tuần sau là cả hệ thống chính trị chúng ta tập trung cho kiểm soát được dịch. Tình hình đã khác rồi, tình hình mới nguy hiểm hơn. Đấy, sẽ diễn biến nhanh hơn. Đấy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của chúng ta và các thiết chế phòng chống dịch từ tỉnh tới cơ sở cần tập trung cao độ năng lượng, trí tuệ để mà lãnh đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu trước mắt cần khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch hiệu quả tại những ổ dịch mới phát sinh, tổ chức cách ly truy vết triệt để các trường hợp liên quan trong vòng 24 tiếng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Theo nguyên tắc lỏng ngoài thì phải chặt trong, thống nhất lập chốt kiểm soát tại các khu dân cư, thôn, tổ dân phố, tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi thôn 5 triệu đồng để lập các chốt kiểm soát. Ở thôn thì các đồng chí phải thành lập cả các chốt tự quản của thôn. Nhưng mà chốt tự quản là làm gì thì phải rõ. Ví dụ như là người từ người nặng mà các vùng dịch mà về địa bàn thì đảm bảo phải có test nhanh. Âm tính thì mới qua, còn tiêm hai mũi càng tốt. Tôi đề nghị là mỗi một xã phải có một điểm test nhanh ở tận tại chủ ủy ban nhân xã để ta quyết tâm quyết liệt ta bảo vệ cái vùng của nhân dân chúng ta sinh sống từ các thôn. Về tiêm vaccine được coi là lá chắn thép trong phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt ngành y tế và các địa phương phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm, cập nhật kịp thời thông tin lên cổng tiêm chủng COVID-19 quốc gia. Yêu cầu tất cả các đồng chí các huyện rà soát toàn bộ, chỉ đạo các xã rà soát những người nào chưa tiêm thì ngay sáng ngày mai là phải tiêm trong vòng 2 ngày, phải hết mũi 1, toàn tỉnh Hưng Yên phải tiêm hết mũi 1. Huyện nào mà không làm xong vào đó thì kiểm điểm. Có huyện là chỉ đạo xã, các xã thì các xã huy động dân, nó do xã. Nhưng ta phải chỉ đạo quyết liệt trong ngày hôm nay, ngày mai thứ bảy chủ nhật.
Còn cơ quan y tế là lực lượng y tế, sở y tế phải huy động toàn bộ lực lượng y tế để hỗ trợ cho các huyện tiêm hết vaccine trong 2 ngày. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tế có thể tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, hoạt động tập trung đông người, tuyên truyền vận động người dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hiếu, hạn chế không quá 20 người tham gia. Các doanh nghiệp phải chủ động biện pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm về sự an toàn của đơn vị mình. Công an tỉnh huy động lực lượng hỗ trợ công tác truy vết tại các địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kích hoạt, rà soát lại tất cả các khu cách ly tập trung. Từ đêm qua đến 19 giờ tối nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 22 ca dương tính COVID-19 mới. Như vậy, trong 3 ngày qua, toàn tỉnh ghi nhận 49 ca bệnh COVID-19. Đêm qua ghi nhận 15 ca dương tính mới, trong đó huyện Kim Động có 6 ca liên quan đến F0 về từ tỉnh Hà Nam ở thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng Thanh. Huyện Văn Lâm ghi nhận 6 ca liên quan đến F0 là lái xe ở thôn Thị Trung, xã Đình Dù, ghi nhận tại Bắc Giang. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 1 ca là lái xe đường dài về xã Minh Châu. Thị xã Mỹ Hào có 1 ca là người từ Hà Nội về. Thành phố Hưng Yên ghi nhận thêm 1 ca ở phường An Tảo liên quan đến bệnh nhân bán cháo ở khu vực chợ gạo. Chiều ngày 5 tháng 11, tỉnh Hưng Yên tiếp tục ghi nhận 7 ca dương tính mới. Trong đó, huyện Văn Lâm ghi nhận 5 ca đều có liên quan đến ổ dịch xã Đình Dù. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 1 ca bệnh ở xã Hưng Đạo đến phòng khám nhân dân ở huyện Kim Động làm xét nghiệm PCR có kết quả dương tính. Một trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có địa chỉ ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hưng Yên vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc phân luồng khám chữa bệnh, test nhanh cho bệnh nhân, người đi chăm bệnh nhân ngay tại cổng ra vào, hạn chế người thăm trông. Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện nghiêm việc khoanh vùng, cách ly, ngừng tiếp nhận bệnh nhân vào viện, trừ các trường hợp cấp cứu. Thực hiện công điện số 2745 ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát khống chế dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải vừa có thông báo về việc khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát khống chế dịch bệnh trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021, tỉnh Hưng Yên sẽ tạm đóng cửa các bến xe khách, bến khách ngang sông, tạm dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định, hợp đồng, du lịch, xe buýt, liên tỉnh, nội tỉnh và xe taxi. Riêng đối với các phương tiện vận tải khách liên tỉnh trên tuyến cố định, theo quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, có hành trình đi qua tỉnh không được dừng đỗ đón trả khách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối với vận tải hàng hóa, hoạt động bình thường, lái xe, người đi theo xe phải đáp ứng các yêu cầu hướng dẫn tạm thời, ban hành kèm theo quyết định số 1812 ngày 16 tháng 10 năm 2021. Của Bộ Giao thông Vận tải và các quy định phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý thông báo tại các bến xe, đồng thời khẩn trương thông báo cho các đơn vị vận tải hành khách được biết nội dung nêu trên. Các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, nhiều địa phương đã áp dụng tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn, ghi nhận tại huyện Văn Lâm và thành phố Hưng Yên. Tại khu phố Như Quỳnh, có gần 3.000 người đang sinh sống và làm việc, 2 nhà hàng, 5 quán ăn cùng nhiều dịch vụ kinh doanh khác. Với 5 tổ dân cư, đều cử người giám sát cộng đồng và thành lập các tổ phòng chống dịch bệnh để triển khai kịp thời các biện pháp hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống, khống chế dịch bệnh. Phía ban lãnh đạo phố là cũng đã thông tin tất cả các nội dung lên hệ thống loa truyền thanh và cũng đã giao cho các tổ giám sát cộng đồng đi tuyên truyền đến tất cả các cửa hàng ăn uống cũng như dịch vụ. Thường xuyên kiểm tra thì tất cả các cửa hàng đều chấp hành theo đúng cái quy định. Chỉ mấy ngày trước, các cửa hàng ở khu phố đều đông, thì nay thưa thớt hơn hẳn. Hầu hết người bán, người mua đều có ý thức phòng chống dịch, mua hàng nhanh chóng và hạn chế tiếp xúc. Các cửa hàng ăn uống chỉ bán mang về kinh doanh dịch vụ đều thực hiện đúng theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tôi đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi và sau khi ra về, giữ khoảng cách với người khác, mua xong là đi về luôn. Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hưng Yên, ngay sau khi xuất hiện ca dương tính trên địa bàn phường An Tảo, các cửa hàng dịch vụ, spa, cắt tóc, gội đầu đều chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động kinh doanh
để bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với các cửa hàng bán đồ ăn sẵn, chủ cửa hàng cũng yêu cầu khách hàng đến mua phải thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, đeo khẩu trang và xịt nước sát khuẩn tay. Còn mình bán hàng ở đây thì là cũng là chỉ bán mang về thôi chứ không bán ăn ở tại chỗ. Thì gia đình nhà mình với cả tất cả nhân viên các thứ là phải tuân thủ tất 5K. Nhà tôi bán hàng ấy thì khi đến cửa hàng thì đều có cái sát khuẩn trước khi vào cửa hàng này, rồi là yêu cầu là phải đeo khẩu trang để vào mua hàng. Đối với các khu vực bị phong tỏa, dựa vào kết quả xét nghiệm, thành phố Hưng Yên cũng đã tiến hành khoanh vùng, phong tỏa diện hẹp để tránh lây lan và nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận ủng hộ của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp nhận ủng hộ của tập đoàn Korea Land and Housing Corporation số tiền 500 triệu đồng, tập đoàn Steamang Jovistai số tiền hơn 29 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của các tập thể cá nhân mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp nhận là gần 120 tỷ đồng. Công đoàn viên chức tỉnh cùng đại diện công đoàn cơ sở thuộc các đơn vị, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, kho bạc nhà nước Hưng Yên, Sở Tài chính, Cục Quản lý Thị trường tỉnh và Đoàn Thanh niên Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa đã tổ chức đến thăm tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các phường An Tảo, Lam Sơn và hai xã Hồng Nam, Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Động viên các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt vượt qua khó khăn, tích cực kiểm soát dịch bệnh, chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định 163 về việc tổ chức cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Cuộc thi sẽ được tổ chức 2 năm một lần vào các năm 2022, 2024, 2025. Quy trình tổ chức cuộc thi, cấp xã phát động thực hiện tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các thôn và tổ chức thi cấp xã, lựa chọn các tuyến đường tham gia cấp huyện. Cấp huyện phát động cuộc thi và lựa chọn các tuyến đường tham gia cấp tỉnh. Cấp tỉnh tổ chức đánh giá chấm điểm tại hiện trường đối với các tuyến đường dự thi. Trên cơ sở đánh giá, xếp loại mỗi xã lựa chọn đăng ký tối thiểu một tuyến đường thôn hoặc liên thôn do xã quản lý có chiều dài trên 500 m, chiều rộng trên 3,5 m. Huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư chỉnh trang các tuyến đường theo quy hoạch bảo đảm các tiêu chí tham gia dự thi. Điều kiện dự thi phải là tuyến đường trục thôn hoặc liên thôn nơi có đông dân cư trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới, có sự tham gia đóng góp đối ứng của nhân dân tối thiểu bằng 20% giá trị công trình. Tiêu chí các tuyến đường dự thi phải có quy mô đạt chuẩn và hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, được trải nhựa hoặc bê tông, thoát nước, đi lại thuận tiện, có hệ thống ánh sáng, cây xanh, sạch đẹp. Giải nhất cuộc thi sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng một đơn vị, giải nhì 300 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng, giải khuyến khích 50 triệu đồng. Qua cái cuộc thi này đấy thì chúng tôi muốn tiếp tục tạo lên một cái phong trào thi đua, tạo ra nhiều các cái tuyến đường thực sự xanh, sạch, đẹp để làm sao mà trong cái thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều các cái khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phần giải thưởng này để tiếp tục đầu tư vào các cái công trình hạ tầng ở nông thôn. Cùng với việc triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, những ngày này một số công trình văn hóa trang trí đô thị trên địa bàn tỉnh cũng đang được các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, gấp rút hoàn thành. Trong đó nổi bật nhất phải nói đến công trình xây dựng vòng tuyến chợ gạo và vòng tuyến ngã tư đường Nguyễn Văn Linh nối với đường Điện Biên thành phố Hưng Yên. Đây là hai công trình văn hóa được thiết kế mang tính nghệ thuật gắn liền với lịch sử của tỉnh. Với vòng tuyến chợ gạo được thiết kế biểu tượng cụm hoa sen 8 cánh với chiều cao 18 m, phía dưới chân làm bồn hoa biểu tượng hình mặt trống đồng, đường kính tổng 30 m. Vòng tuyến ngân hàng công thương được thiết kế với biểu tượng ngọn hải đăng cách điệu cao 16 m, tượng trưng cho hương cảng phố Hiến xưa gắn với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Phía dưới chân là hình đồng tiền cổ được trang trí bằng các loại hoa rực rỡ.
Thời điểm này, công trình đã được hoàn thành phần móng trụ cột và hiện đang trong giai đoạn lắp ráp các phụ kiện trang trí. Phía nhà thầu cũng đã cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công gấp rút, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11. Phải bất chấp cái thời tiết mưa và bão, chúng tôi tăng ca, tăng tổ đội để đảm bảo quyết tâm thực hiện cho hoàn thành nhiệm vụ kịp tiến độ để chào mừng kỷ niệm 195 ngày thành lập tỉnh. Và mặc dù tiến độ đẩy cao nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và kỹ thuật cũng như mỹ thuật của công trình. Tại huyện Văn Giang, một số công trình giao thông trên địa bàn cũng đã được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành. Các tuyến đường đi vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thương giữa các địa phương mà còn tạo điều kiện cho Văn Giang sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị. Hiện nay thì chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cái lễ công bố quyết định đổi tên từ số hiệu đường thành tên đường và tổ chức cắm biển trên các tuyến đường gắn với các danh nhân văn hóa, các nhà cách mạng quê hương Văn Giang. Tên 7 tuyến đường trên địa bàn huyện gồm đường Chu Mạnh Trinh, đường Dương Quảng Hàm, đường Phó Đức Chính, đường Tô Hiệu, đường Lê Văn Lương, đường Tô Quyền và đường Đỗ Tông. Và đây cũng là một cái hoạt động nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của huyện tỉnh. Bên cạnh đó, hiện nhiều địa phương đơn vị cũng đang thực hiện tu sửa, nâng cấp, làm đẹp nhiều công trình tuyến đường phố chính. Các công trình hoàn thành không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế mà còn góp phần tô đẹp quê hương Hưng Yên ngày càng khang trang đổi mới. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh vừa phối hợp với một số đơn vị tổ chức hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến với chủ đề Kinh doanh trên nền tảng công nghệ số. Hội thảo được diễn ra tại 4 điểm cầu, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh cả trong và ngoài nước, nhận được 150 bài viết của các nhà khoa học, học giả, chuyên gia kinh tế tập trung bàn luận về một số vấn đề như phát triển kinh tế và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, nguồn nhân lực cho kinh doanh chuyển đổi số, các lĩnh vực kinh doanh thời đại số hóa như kinh tế tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, logistics và chuỗi cung ứng, marketing và bất động sản. Đây là cơ hội để các bên tham gia hội thảo chia sẻ những kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục để việc đào tạo ngày càng sát với yêu cầu của thực tiễn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng có tuổi đời từ 18 đến 30 là Lê Văn Kiên, chú tại xã Chỉ Đạo, Đỗ Quang Thụy, Đỗ Văn Quý và Đỗ Bá Nghiên, chú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, gây ra vụ án làm một người tử vong. Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 11, anh Trần Huy Hùng, sinh năm 1989, chú tại xã Phùng Hưng, huyện Quai Châu, điều khiển xe mô tô đến thôn Nhạc Miếu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm để đón bạn về phòng trọ, thì bị một nhóm thanh niên chặn đường và dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Hùng tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu vật chứng liên quan. Đồng thời tổ chức điều tra xác định và bắt giữ 4 đối tượng gây án là Kiên, Thụy, Quý và Nghiên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do trước đó Kiên và Thụy có xảy ra mâu thuẫn với anh Hùng nên đã rủ thêm Quý và Nghiên cầm dao đi tìm anh Hùng để giải quyết mâu thuẫn. Được biết, trong số các đối tượng gây án có 3 đối tượng đã có tiền án. Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với 4 đối tượng về hành vi giết người và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.